Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Trang Trí Nó Thất Là Đê. Rất vui là được gặp lại mọi người trong video này. Chúc mọi người có thêm một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì bên Trang Trí Nội Thất 3D lại tiếp tục về hơn 5.000 tấm xốp dán tường 3D giả vân đá với đầy đủ các màu như trên video anh chị các bạn đang theo dõi đây. Và hôm nay hàng về thì đã cập nhật thêm một số màu mới như anh chị các bạn có thể theo dõi trong những video số trước thì em đã quay. Thì chỉ có 4-5 màu cơ bản thôi nhưng hôm nay đã về tới tận 8 màu. Đấy, anh chị có thể lần lượt theo dõi những cái tông màu bên em vừa về. Và đây một cái màu nó rất là nổi bật hôm nay về, đó là cái màu vân đá này mọi người này. Đấy, cái màu vân đá này dự chủ sẽ là màu bán chạy nhất trong tất cả 8 cái bảng màu này. Đấy, ok, mà những video trước hay là những cái đơn đặt hàng trước, anh chị nào mà đang bị nhỡ hàng của Trang Trí Nội Thất 3D thì hôm nay cũng có thể đặt hàng ngay cho bên mình để được nhận những báo giá tốt nhất tại thời điểm bây giờ. Và giá đến thời điểm bây giờ hôm nay hàng về mới cập nhật thì giá này sẽ có chính sách ưu đãi hơn một tí, đó là giá 7.900 đồng một tấm này đây chị nhá. Đây, với hơn 5.000 tấm xốp cho đầy đủ 8 màu cơ bản của Trang Trí Nội Thất 3D đang có thì hiện nay thì anh chị nào mà muốn có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì liên hệ ngay đến hotline 0972584331 và bên mình cam kết hàng keo tốt chính hãng, chất lượng hàng đẹp nhất trên thị trường và không phải là hàng giả hàng nhái mà trôi nổi mà anh chị vẫn đang mua từ trước đến nay nhá. Đấy, thì đầu tiên đó là vân vàng kem, vân vảy rồng này. Thứ hai đó là màu ghi, màu vân đá màu ghi. Và thứ ba đó là vân đá hoa cương. Rất là đẹp luôn anh chị này, màu này là mới về luôn anh chị nhá. Và thứ tư đó là màu vân gỗ. Đấy, và thứ năm đó là màu vân mây nhẹ. Thứ sáu đó là màu xanh ngọc bích. Thứ bảy đó là màu vân đá vàng kem. Và thứ 8 đó là màu vân mây hơi nhiều một chút nha mọi người nhá. Ok, và trên đây là bảng màu 8 màu xốp dán tường 3D mặt phủ PVC bóng đang có mặt tại Trang Trí Nội Thất 3D. Anh chị nào mà đang phù hợp với màu sắc nào thì hãy inbox ngay cho bên Trang Trí Nội Thất 3D cũng như liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Đấy, rất nhiều anh chị nhá. Và kích thước của tấm xốp dán tường này hiện nay đang có kích thước 30 x 60cm. Đấy, 5 tấm này sẽ được 1m² và sẽ có mặt sau là đã có keo sẵn do mặt sau này. Đấy, anh chị chỉ cần bóc ra và dán thôi anh chị nhá. Đấy, sau này đã có một lớp keo này. Và keo này nó dính rất là chắc luôn mọi người nhá. Và sẽ có một lớp bạc này. Đấy, bề mặt thì rất là bóng nên anh chị có thể lau chùi dễ dàng khi phải vết bẩn luôn. Trên bề mặt này là được phủ nhựa PVC, còn bên trong lõi này được sản xuất hoàn toàn bằng xốp cách âm, cách nhiệt. Đấy, anh chị có thể theo dõi lại một lần nữa tất cả 8 màu cơ bản của Trang Trí Nội Thất 3D đang phân phối. Và anh chị nào mà đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và hiện nay bên em có thể phân phối những mặt hàng này trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Anh chị ở gần khu vực nào thì cũng có thể nhấc máy lên và liên hệ đến hotline 0972584331 để được đặt hàng với giá ưu đãi chỉ với 7.900 đồng một tấm xốp dán tường có kích thước 30 x 60cm và mặt sau đã có lớp keo sẵn, chỉ cần bóc ra và dán lên tường và dán trên mọi bề mặt tường anh chị nhé. Ok, và nếu như trong quá trình em chia sẻ video này anh chị thực sự thấy hay, hữu ích đến anh chị hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Đấy, anh chị có thể chiêm ngưỡng lại một lần nữa những tất cả những bảng màu của bên em mới về đây, rất đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, ok, xin chúc tất cả anh chị có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.